Chương 156, tôi cũng không nghĩ sẽ như vậy. Diệp Phi đau thương nở nụ cười, vì vài khách hàng mà cô bảo vệ Triệu Đông Dương, lại còn vì anh ta mà cho tôi một cái bạc tai. Xem ra tôi ở trong lòng cô quả thật là còn không bằng một con chó. Câu từ không mang theo một chút tình cảm nào khiến cho Đường Nhược Tuyết cảm thấy hỗn loạn vô cùng, hơn nữa sự hỗn loạn này trước nay cô chưa từng có. Cái này phi lý, anh biết tôi nóng tính lên là sẽ mất khống chế mà. Đương nhiên là tôi biết, Diệp Phi lạnh nhạt lên tiếng, chỉ là tôi hiểu cô lại không biết tôi muốn làm cái gì, cô chỉ cho rằng tôi vô năng, ghen tuông, kích động. Đường Nhược Tuyết liều mạng lắc đầu, theo bản năng mà nắm lấy cổ tay Diệp Phi, nắm thật chặt, thế nhưng cô lại có cảm giác rất xa lạ. Cô vẫn luôn cho rằng Diệp Phi sẽ nghe theo mình, ôn nhu với mình, thi thoảng cũng sẽ như một chú thỏ con tức giận cắn người, thế nhưng bây giờ mới phát hiện ra, anh ta cũng có lúc phát cáu. Vẻ mặt Triệu Đông Dương hung tợn nhìn cái tay của Đường Nhược Tuyết, sao Diệp Phi, xin lỗi, chuyện phòng bệnh, tôi không nghĩ sẽ hại anh. Đường Nhược Tuyết không khống chế được mà ôm chặt lấy Diệp Phi, nước mắt thi nhau rơi xuống, tôi chỉ là lo anh sẽ gây ra chuyện mà thôi. Diệp Phi duỗi tay lau nước mắt cho cô không sai là tôi đã sai, bây giờ tôi đã biết tín nhiệm những thứ đồ không có tình cảm thật sự là vô dụng mà. Buông Đường Nhược Tuyết ra, Diệp Phi xoay người rời đi. Anh đi đâu? Đường Nhược Tuyết tiến lên phía trước một bước hét lên, anh đi đâu? Về nhà của tôi. Diệp Phi cũng không quay đầu lại mà rời đi luôn. Sau khi rời đi từ cửa công ty Thiên Đường, Diệp Phi liền lên xe của Lưu Phú Quý rời đi. Sao Phi ca, đi đâu? Lưu Phú Quý đang muốn nói cái gì đó nhưng đến cuối cùng lại quyết định không nhúng tay vào chuyện của vợ chồng son họ, tránh cho mâu thuẫn ngày càng sâu hơn. Tìm Hoàng Chấn Đông. Diệp Phi nhìn về phía trước nhàn nhạt mở miệng, đem chuyện nợ nàng này ủy thác cho anh ta. Anh chắc rằng ngày mai Triệu Đông Dương nhất định sẽ không vui vẻ gì mà đưa tiền, vậy nên tốt nhất vẫn nên để cho người chuyên nghiệp như Hoàng Chấn Đông đi xử lý. Sau đó, Diệp Phi cầm điện thoại di động nên gọi cho Hoàng Chấn Đông, kết quả là gọi một hồi mà vẫn không có người nghe máy. Lão Hoàng này sớm như vậy đã đi tìm người rồi. Diệp Phi bất đắc dĩ cười cười, sau đó bảo Lưu Phú Quý trực tiếp đi qua, tiện qua ăn tối luôn. Lưu Phú Quý nhấn chân ga đi về phía thương hội Tứ Hải, anh đảo mắt qua bảng hướng dẫn chỉ đường, cuối cùng lựa chọn đi qua chân núi Vân Đính. Giờ là tầm tan ca, đi đường này có thể tiết kiệm được nửa giờ. Nếu như đổi lại là lúc trước, khẳng định là anh sẽ không dám đi đường này, thế nhưng đã đi cùng Diệp Phi vài lần rồi nên sự sợ hãi trong lòng Lưu Phú Quý cũng đã tản đi. Sau khi tiền vào phạm vi núi Vân Đính, Diệp Phi hơi ngẩng đầu lên, nhìn ngọn núi to lớn trước mặt. Ánh mắt của Diệp Phi theo bản năng mà có chút cảnh giác, ngay cả chính anh cũng không biết vì sao, mỗi lần đi qua núi Vân Đính là dây thần kinh của anh đều trở nên căng thẳng, nơi đây tựa như một con quái thú có thể đem người ta nuốt chửng bất cứ lúc nào vậy. Kết, khi xe đi qua một khu biệt thự chưa hoàn thành, Lưu Phú Quý hãm phanh lại, Diệp Phi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ở phía trước có mấy chiếc xe đã chặn mát ly đi, trong đó có một chiếc Cadillac. Chiếc xe không chỉ bị đâm cháy mà còn có không ít dấu vết của đạn và dao, cửa sổ xe cũng vỡ vụn. Xe của Hoàng Chấn Đông, Diệp Phi liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, đây là xe chuyên dụng của Hoàng Chấn Đông. Xe của Hoàng Chấn Đông sao lại ở đây, lại còn bị biến dạng như vậy nữa. Chương 157, trong ánh mắt anh xoẹt qua một tia hoài nghi, nghiêng tai ra nghe động tĩnh ở bên ngoài, nghe được ở bên trong biệt thự phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phú Quý, cậu khóa kỹ xe rồi chờ ở đây. Diệp Phi suy nghĩ một hồi rồi mở cửa xe bước xuống, tiện tay lấy vài mảnh đá vụn, sau đó đi về phía âm thanh phát ra. Hoàng Chấn Đông hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút giao tình với anh, Diệp Phi nghĩ muốn dò xét đến tột cùng xem sao. Khu biệt thự rất lớn thế nhưng lại rất tan hoang, cỏ dại mọc thành cụm, còn có không ít xi măng với gạch bỏ đi nữa, nó không hề có dấu vết gì lưu lại, rất khó để đi. Mười mấy phút sau, Diệp Phi xuất hiện ở cửa căn biệt thự cũ nát. Diệp Phi nhìn thấy bên trong sân căn biệt thự, thân hình cao lớn của Hoàng Chấn Đông đang nằm ở đó, quần áo tả tơi, tay bị trầy xước, vai bị trúng tên, cả người toàn máu là máu, miệng chảy đầy máu. Lúc này anh ta tựa như một con dã thú sắp chết vậy, ánh mắt tuyệt vọng nằm trên mặt đất, trong miệng có không ít bùn đất với cỏ dại, thi thoảng lại thở dốc. Bên cạnh anh ta có ba nam hai nữ đang đứng, ai nấy đều mặc áo sơ mi, quần dài, đi giày đen, trông giống như người môi giới. Người phụ nữ mắt phượng cầm đầu còn có vài phần tư sắc, chỉ là ánh mắt quá lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một độ cong, điều đó càng tỏ rõ sự miệt thị của cô ta đối với mạng sống. Hoàng Chấn Đông,
chạy khá lắm, đã đuổi anh tận 10 mAi km, chúng tôi cũng mệt chết đi được, chỉ là, anh mà không đáp ứng chúng tôi giết Đỗ Thiên Hồ, chúng tôi làm sao có thể để cho anh chạy mất cơ chứ. Lúc này, người phụ nữ mắt xếp đang đeo một đôi găng tay trắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Tráng Đông đang nằm trên mặt đất, một người đồng bọn của cô ta lấy ra một cái lọ trong suốt, bên trong có chứa một con côn trùng nhỏ màu đỏ, có hai cái đầu, vừa dài lại vừa mập, trông rất khủng khiếp. Hoàng Chấn Đông cười lạnh, thắng làm vua thua làm giặc, rơi vào tay của bọn mày coi như tao thua, chỉ là bọn mày dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy thì gọi gì là anh hùng hảo hán chứ. Anh ta thở ra một hơi, nói cho bọn mày biết, tao tuyệt đối sẽ không phản bội anh Đỗ, có gan thì dùng một đao giết tao luôn đi, rất có nghĩa khí, rất mạnh mẽ, tôi rất thích, thế nhưng đáng tiếc nó chả có cái tác dụng gì cả. Người phụ nữ mắt phượng cười lạnh một tiếng, chỉ cần tôi đâm xuyên tim anh rồi đút con sâu độc này xuống, chỉ cần 3 phút anh nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sắc mặt của Hoàng Chấn Đông thay đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào con sâu màu đỏ, anh hiển nhiên là biết họ có ý đồ gì, anh ta hét lên một tiếng, bọn mày quá vô sĩ rồi. Người phụ nữ mắt phượng nhằn nhạt lên tiếng, chỉ cần có thể khiến cho Đỗ Thiên Hồ chết thì thủ đoạn vô sĩ hơn nữa cũng tính là gì chứ. Âm thanh của Hoàng Chấn Đông càng thêm sắc bén, khi đó đám Tống Hồng Nhan trục xuất các người đi, các người lại ngu ngốc đi tìm anh Đỗ tính sổ, tôi không ngu, anh không ngu, anh Giang lại càng không ngu. Người phụ nữ mắt phượng cười duyên, nếu như khi đó không có Đỗ Thiên Hộ ủng hộ, đám Tống Hồng Nhan làm sao có thể trục xuất được bọn này, sao Thương hội Tứ Hải làm sao có thể hoàn toàn tiếp nhận đám kinh doanh ngầm chúng tôi. Vậy nên lần này anh Giang trở về chính là để tính sổ với Đỗ Thiên Hổ một lần cho rõ ràng. Cô ta nhẹ thở dài một hơi, 6 năm rồi, đã 6 năm rồi, đời người có mấy cái 6 năm chứ, nếu như không bị các người ám toán thì giờ đây anh Giang đã có thể làm vua ở Trung Hải này rồi. Hừ, loại người tiểu nhân như Quá Giang Long, đừng có nói là 6 năm, cho dù 60 năm đi chăng nữa thì anh ta cũng không có khả năng để trở thành vua của Trung Hải. Hoàng Chấn Đông vô cùng tức giận. Hối tiếc duy nhất của tao chính là khi đó không để cho anh Đỗ đuổi cùng giết tận hết đám chúng mày, không có cái gì là triệt để cả, đó là do các người ngu vậy nên đừng có trách người khác làm gì. Người phụ nữ mắt xếp cười cười, anh hãy cam chịu số phận đi, có điều anh cũng không cần lo lắng, Tống Hồng Nhan bọn họ rất nhanh cũng sẽ đuổi kịp tới thôi. Chương 158, Vọng Tưởng. Hoàng Chấn Đông cầm nửa đoạn dao găm lên, không chút do sự mà đâm vào cổ họng mình. Anh ta muốn chấm dứt sự đau khổ này đi, tránh việc đánh không lại để rồi bị đối phương uy hiếp. Sao bịch, người phụ nữ mắc sệt vèo một tiếng đi lên phía trước một cước đá bay nửa con dao găm của Hoàng Chấn Đông. Sau đó, cô lấy con sâu nhỏ màu đỏ qua, cười lạnh định đổ vào trong miệng Hoàng Chấn Đông. Dừng tay, Diệp Phi đi ra, anh không thích quản việc này thế nhưng sự thê lương của Hoàng Chấn Đông cùng với việc có liên quan tới Tống Hồng Nhan khiến cho Diệp Phi không thể không đi ra. Thấy Diệp Phi xuất hiện, bốn người đều kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có người đi qua, sau đó đồng thời rút ra một con dao găm, người phụ nữ mắt xếp quát lên một tiếng, cậu là AI2, trong lúc nói chuyện ba người đều cùng nhau tản ra, chặn lối đi của Diệp Phi để thuận tiện cho việc giết người diệt khẩu bất cứ lúc nào. Hoàng Chấn Đông nhìn thấy Diệp Phi đầu tiên là ngây người sau đó là hét lên, Diệp Phi cậu mau chạy đi. Thân thủ của Diệp Phi mặc dù cũng không tồi thế nhưng nhóm người phụ nữ mắt xếp quá mức quỷ dị. Anh lo họ sẽ hại chết Diệp Phi, các người quen biết nhau sao? Người phụ nữ mắt xếp khoát tay lên vai Diệp Phi, đúng lúc, có thể giết gà dọa khi. Diệp Phi nhìn người phụ nữ mắt xếp nói, trên người cô có một con cổ trùng. Sắc mặt của người phụ nữ mắt xếp thay đổi trong chớp mắt, sao cậu biết, sao nó đang quanh quần ở gần tim cô, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào rồi giết chết cô. Diệp Phi vẫn điềm đạm như trước, tôi có thể giúp cô lấy con cổ trùng này ra. Ánh mắt của người phụ nữ hoàng đơ ra, tỉ mỉ dò xét Diệp Phi một phen rồi cười lên, cậu giúp tôi lấy cổ trùng, sau đó có phải là muốn tôi thả cậu và Hoàng Chấn Đông ra không? Từ đầu đến cuối Diệp Phi cũng chỉ hy vọng có thể giết ít đi một vài người mà thôi, xin lỗi, tôi không thể đồng ý với cậu được. Người phụ nữ mắt xếp cười cười, tôi cũng không cần lấy cổ trùng trong người ra. Diệp Phi nheo mắt lại, vốn tưởng rằng cô ta vẻ vui vẻ đồng ý. Coi như là có người muốn cô ta giết Hoàng Chấn Đông đi chăng nữa thế nhưng điều đó làm sao có thể so được với tính mạng của bản thân mình cơ chứ. Như vậy xem ra, chỉ có một lý do duy nhất, người phụ nữ mắt xếp này không thể lấy con cổ trùng đó ra khỏi cơ thể được.
bởi vì có người đã đặc biệt để nó ở trong người cô ta, người đó, cường đại tới mức khiến cho cô ta phải quỳ xuống phục tùng, con cổ độc đó để lại có thể sẽ chết mà không để lại cũng nhất định phải chết. Diệp Phi nhàn nhạt lên tiếng, xem ra giao dịch thất bại rồi, thiên đường nhiều lối cậu lại không đi, địa ngục không lồi cậu lại xông vào. Người phụ nữ mắt xếp nhìn Diệp Phi nói, còn tâm nguyện gì nữa không? Ba người đồng bọn của cô ta đằng đằng sát khí tiến về phía trước một bước, bố, Diệp Phi đột nhiên phi về phía người phụ nữ mắt sệt, chó thật, một viên đá vụ chọt lóe lên, tốc độ cực nhanh, tựa như, thôi đưa, sắc mặt của người phụ nữ mắt sệt thay đổi trong chớp mắt, con dao găm của cô ta vừa nhắc lên, định ra tay thế nhưng lúc này, hự, mảnh đá đã đâm xuyên thủng giữa chân mày cô ta, hiện trường yên tĩnh trở lại, chương 159, một đòn trí mạng. Diệp Phi đi tới trước mặt người phụ nữ mắt sét, đối phương vẫn còn chưa tắt thở, cô ta gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, rốt cuộc cậu là ai, cô ta chết cũng không ngờ tới Diệp Phi lại mạnh tới vậy. Diệp Phi nhặt con dao găm của cô ta lên, còn có gì ngôn gì không, người phụ nữ mắt sét thổ huyết mà chết đi, chết không nhắm mắt, cô ta vừa chết đi, trong mũi rất nhanh liền có một con cổ trùng màu đen chui ra, Diệp Phi trở tay một cái chém nó đứt thành hai mảnh, tiểu tử. Cậu dám giết Bạch Xà, cậu dám đối nghịch với Hội Hoa Sơn. Cách đó không xa ba người còn lại cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Phi. Hội Hoa Sơn chúng tôi nhất định sẽ. Lời còn chưa nói xong Diệp Phi đã bẻ con dao găm thành ba đoạn. Một giây kế tiếp, con dao găm vèo một tiếng như tên bắn. Ba người theo bản năng mà ngăn cản thế nhưng lại chậm mắt nửa nhịp. Trừng mắt nhìn con dao găm ở cổ họng. Trên đất đầy máu tươi, Diệp Phi không buồn nhìn tới bọn họ mà đi về phía Hoàng Chấn Đông cứu người. Hoàng Chấn Đông nằm trên mặt đất vẻ mặt hoàn toàn là ngây dại ra, anh ta quả thực là không dám tin mọi chuyện mà mình nhìn thấy được ban nãy, mặc dù anh ta biết Diệp Phi có cái thực lực lấy một địch trăm thế nhưng vẫn không thể nào mà nghĩ được cậu lại có thể giết Bạch Xà của bọn họ dễ như thái rau như vậy chứ. Phải biết rằng Bạch Xà đó là một trong ba đóa kim hoa mà Quá Giang Long bồi dưỡng, cũng chính là một sát thủ hạng nhất. Diệp Phi không để ý đến suy nghĩ của Hoàng Chấn Đông, anh nhổ hết mũi tên độc trên người anh ta ra. Lấy ngân châm đâm xuống vài cái, một bãi máu đen chảy ra, Diệp Phi lại dùng tay chỉnh lại khớp bị chệch cho anh ta, sau đó thờ ơ vỗ vai Hoàng Chấn Đông, cầm máu rồi, độc cũng đã bị ép ra ngoài, đợi lát tôi sẽ kê cho anh một toa thuốc, trở về điều trị vài ngày là khỏi thôi. Cái gì? Hoàng Chấn Đông có chút hoang mang, cầm máu rồi, độc tố bị ép ra ngoài rồi, chuyện này làm sao có thể chứ, dựa theo bao nhiêu năm tung hoàng giang hồ của anh ta. Vết thương của này ít nhất cũng phải 3 tháng mới có thể khỏi, thế nhưng khi anh ta nhìn thấy miệng vết thương đang từ từ khép lại, cánh tay trúng tên cũng khôi phục được ít tự do thì anh ta liền biết lời Diệp Phi nói là thật, anh ta đang mộng sao, trình độ này con người căn bản là không thể nào đạt tới được, điều này nó còn trâu bò hơn gấp 10 lần Diệp Phi bẻ kiếm và chữa bệnh cho Trương Đại Cường. Diệp Phi không chỉ là một thần y mà còn là một thần tiên, ánh mắt Hoàng Chấn Đông lóe ra một tia sáng. Trước đây anh ta cũng chỉ là kính nể Diệp Phi thế nhưng giờ đây lại thật lòng muốn kết bạn với cậu. Ngoại trừ việc Diệp Phi cứu anh một mạng ra còn có bản lãnh y thuật và võ thuật của cậu ta nữa. Hoàng Chấn Đông có thể nhìn ra được giá trị của Diệp Phi trong tương lai. Anh ngọ ngoại, Diệp Phi, không nhiều lời nữa. Sau này nếu có việc thì cứ việc đánh tiếng một câu. Diệp Phi càng thêm hiếu kỳ, nơi hung ác nhất, núi Vân Đính là một nơi chẳng may mắn gì. Nói ngọn núi Vân Đính này là một nơi hung ác cũng là vì năm đó Đường Gia khởi công ở đây đã xây 36 ngôi biệt thự, khi giao bán thì phát hiện ra dưới tầng hầm có dấu thi thể, chương 160, 36 tầng hầm đều đào ra được một cái quan tài, bên trong quan tài đều có thi thể của người phụ nữ mặc áo đỏ, Hoàng Chấn Đông thấp giọng nói cho Diệp Phi, sau đó rùng mình một cái, Diệp Phi, mau đi thôi trời tối rồi, lời còn chưa nói xong. Anh ta liền phát hiện ra Diệp Phi đã như một con thỏ mà chạy mất rồi, Hoàng Chấn Đông chịu đựng cơn đau mà đuổi theo, bóng đêm rất nhanh đã nuốt chửng núi Vân Đính. Trên đường trở về, Diệp Phi khử độc miệng vết thương cho Hoàng Chấn Đông, sau đó hỏi một câu, chuyện tối nay rốt cuộc là sao, ánh mắt anh có chút khó hiểu, Bạch Xà là ai dẫn tới, 9 năm trước, có một người tên là Giang Hóa Long tới Trung Hải phát triển, Hoàng Chấn Đông không hề giấu giếm Diệp Phi, thân thủ anh ta hơn người. Tài chính hùng hậu, có rất nhiều kẻ bỏ mạng vì anh ta, ban đầu anh ta cũng coi như là quy củ, làm kinh doanh cũng sẽ nể mặt nhau, thế nhưng sau khi anh ta đã đứng vững trên đôi chân của mình rồi thì lại bắt đầu làm bậy, anh ta mạnh mẽ cướp đoạt của cải ở khắp nơi,
toàn lực phát triển Hoàng Đỗ Hắc, không từ bất cứ thủ đoạn nào để hối lộ chính phủ, lại còn xúi dục thuộc hạ thành lập một vương quốc chế độc. 3 năm đó, Trung Hải có vô số người nhà tan cửa nát, trật tự Hắc Bạch đạo hỗn loạn, rất nhiều phú hào và công ty đều chuyển sang thành phố khác. Hàn Lão và Tống Hồng Nhan bọn họ không nhịn được mà bắt tay với nhau vây quét tập đoàn Giang Thị. Giang Hóa Long cũng trong một đêm mà từ một kẻ quyền thế không ai sánh bằng biến thành một tù nhân. Hơn 17.000 thủ hạ chỉ còn hơn 10 người đi theo. Chỉ là ngày xét xử hôm đó, xe chở tù nhân của Giang Hóa Long bị người ta cướp mất. Sau đó anh ta cũng biến mất không rõ tung tích. 6 năm, khắp cả Trung Hải không có một chút tin tức nào của anh ta. Chúng tôi cũng sắp quên mất anh ta luôn rồi, thế nhưng kết quả anh ta lại quay lại và muốn quyết chiến thêm lần nữa. Hoàng Chấn Đông cười khổ một tiếng, nghe đồn đâu là lần này anh ta quay lại là muốn đòi cả vốn lẫn lời. Anh ta còn thu nhận anh em Hùng Thị làm đô đệ nữa. Diệp Phi cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi, với tác phong của các người thì chuyện xét xử này không phải là dư thừa sao? Trực tiếp cho một đao làm thịt không phải là xong rồi sao? Cậu em à, yêu tinh có thể dùng một gậy đánh chết người. Cậu cảm thấy Hàn Lão bọn họ sẽ để yên cho anh ta làm việc ác trong 2 năm sao? Hoàng Chấn Đông thở dài một hơi, phía sau Giang Hóa Long có người chống lưng, hơn nữa người đó còn là một kẻ tai to mặt lớn. Đây cũng là duyên cớ vì sao năm đó anh ta có thể ngông cuồng như vậy. Tụi anh cũng không muốn xét xử và cũng không có cách nào khác vì có người che chở cho anh ta, đòi hỏi chứng cứ xác thực để định tội, tuyệt đối không thể thay pháp luật định tội. Diệp Phi tự như đang suy nghĩ điều gì đó, có thể khiến cho các người lo trước lo sau như vậy. Xem ra người chống lưng cho anh ta thật là không đơn giản, chắc chắn là không đơn giản rồi, chỉ là đây không phải là điều quan trọng. Bởi vì tụi anh không có năng lực để lôi người chống lương đó ra. Hoàng Chấn Đông dựa vào ghế ngồi, việc cấp bách chính là mau chóng tìm ra Giang Hóa Long rồi thủ tiêu anh ta, nếu không sẽ bị anh ta chơi đùa cho mắt ăn mắt ngủ. Sao chẳng hạn như bị tập kích bất ngờ như tôi với Tống Hồng Nhan vậy? Có điều anh ta rất thích chơi trò mèo vờn chuột với chúng tôi, muốn thấy chúng tôi ngày ngày đều thấp thỏm lo âu. Anh ta ít nhiều cũng có chút hiểu biết về Giang Hóa Long. So với thủ đoạn giết người không chừa bất kỳ thủ đoạn nào của bọn họ thì Giang Hóa Long lại càng muốn biến Trung Hải thành một mảnh hỗn loạn hơn. Đưa anh tới tòa nhà đề vương đi. Hoàng Chấn Đông ngồi thẳng người, anh muốn đi tìm một người. Nửa tiếng sau, xe xuất hiện ở tòa nhà đề vương. Đây là một nơi rất lâu đời ở Trung Hải, là một tòa nhà bao gồm khu ẩm thực, khu cư trú và tòa nhà văn phòng. Diệp Phi thấy tinh thần mệt mỏi của Hoàng Chấn Đông liền đỡ anh ta vào cầu thang máy lầu 1. Chương 161, anh không đi theo vào. Sau khi án số lầu cho Hoàng Chấn Đông, anh liền dẫn theo Lưu Phú Quý tới nhà hàng Apollo ở tầng 1 ăn đồ Tây. Diệp Phi muốn gọi một phần bít tết cho hai người, đúng lúc muốn gọi một bình rượu thì mắt lại nháy một cái. Tầm mắt của anh khóa chặt vào một nhóm người, Hoàng Đông Cường, Viên Tĩnh và Dương Thiên Thiên. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Diệp Phi xùy cười nói một câu, có điều anh cũng chả hơi đâu mà để ý tới bọn họ. Gọi thức ăn xong thì cùng trò chuyện với Lưu Phú Quý. Nghịch, đang nói chuyện thì cửa kính lại được mở ra. Một tên cà la cà phất nam không ra nam nữ không ra nữ ngông cuồng đi vào. Nhìn thấy có không ít người nhìn sang thì cậu ta lại vinh mặt ưỡn ngực hơn. Cậu ta có cảm giác vô cùng tuyệt vời về điều đó. Trong đó có một người đàn ông đi ở phía trước, nhìn khoảng 30 tuổi. Anh ta vô cùng xinh đẹp. Phải, là xinh đẹp mà không phải là ngầu. Mặt trái xoan, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, tựa như yêu tinh vậy. Nếu như đổi lại là một mái tóc dài, trang điểm nhàn nhạt lên nữa, nhất định sẽ đẹp hơn vô số đại mỹ nhân. Chỉ là, trên khuôn mặt xinh đẹp đó lại mang cái vẻ mặt bất cần đời, trong đôi mắt hẹp dài đó chớp một cái liền hiện ra tia sáng yêu dị. Người đàn ông xinh đẹp làm động tác xua tay, một nhóm người vây quanh anh ta đi tới một cái bàn lớn. Lưu Phú Quý nheo mắt lại nhìn Diệp Phi thấp giọng nói, sao Phi ca? Anh ta chính là Trần Lệ Dương, chính là người thừa kế của ngân hàng Bao Hải, là chủ tịch của công ty Dược Bá Vương. Diệp Phi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn qua, không ngờ tới ở chỗ này lại gặp được người khiến cho Thẩm Yên phải đau đầu. Lúc này đây có vài nhân viên phục vụ đang hết sức lo sợ mà nói, Trần thiếu một ngày tốt lành. Trần Lệ Dương nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, bước đi về phía trước, chỉ là đi được nửa chừng thì bước chân chợt dừng lại, ánh mắt anh ta hiện lên sự nghiền ngẫm nhìn về phía Hoàng Đông Cường. Đây không phải là Tiểu Cường sao, nghe nói anh bị bệnh rồi, sao vẫn còn chưa chết vậy, nhìn thấy anh Dương bọn tao sao lại không ra chào hỏi chứ. Anh ta dẫn theo vài người đi thẳng tới trước mặt Hoàng Đông Cường,
có phải là rất không muốn nhìn thấy tao không? Không phải, không phải. Trong ánh mắt Diệp Phi tràn đầy kinh ngạc, từ trước đến nay Hoàng Đông Cường một kẻ luôn khoe hoang và ngông cuồng, giờ này đây lại như một con cừu nhỏ khom lưng cúi mình. Tôi không nhìn thấy, thật xin lỗi, anh Dương. Trên khuôn mặt của Hoàng Đông Cường vô cùng tươi cười, chỉ là điều đó cũng không thể che giấu được tâm tình của mình. Mọi người ở đây ai cũng đều nhìn ra được vẻ mặt không được tình nguyện của anh ta. Chật chật, không nhìn thấy, mắt mày bị mù à, mặt mày, thì ủ ê không thể cười một cái được à. Trần Lệ Dương ngoài cười nhưng trong không cười, duỗi tay nắm khuôn mặt của Hoàng Đông Cường, tựa như một món đồ chơi mà thưởng thức. Nào, cười một cái coi. Trên mặt Hoàng Đông Cường hiện lên tia lúng túng lại mang theo một chút sợ hãi, rụt rè, chỉ là nhất thời kích động. Kích động là tốt. Trần Lệ Dương nghe vậy thì cười càng thêm ngông cuồng. Bộ dáng vô cùng sợ hãi này của Hoàng Đông Cường khiến cho lòng hư vinh trong anh ta vô cùng thỏa mãn. Chương 162. Sau đó, ánh mắt anh ta sáng quắc lên nhìn chăm chú vào vẻ đẹp quyến rũ xuất chúng của Viên Tĩnh và Dương Thiên Thiên. Hai người này là bạn mày sao? Thâm tâm Hoàng Đông Cường run lên, chỉ tay vào Viên Tĩnh nói, đây là bạn gái của tôi, Viên Tĩnh, còn đây là Dương Thiên Thiên bạn học của tôi. Viên Tĩnh và Dương Thiên Thiên không lúng cuốn một chút nào, nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào chào hỏi, chào Trần Thiếu, không tồi, không tồi, người đẹp. Một tay Trần Lệ Dương khoác lên vai Viên Tĩnh, cô Viên, tôi có đem theo một chai rượu vang 82 năm tới, cùng tôi vào sương phòng rồi chúng ta cùng nhau thưởng thức được chứ. Tôi nói trước, con người tôi vô cùng không thích người khác không nể mặt, như vậy tôi sẽ rất tức giận. Một tay khác của anh ta sờ lên đùi của Viên Tĩnh, người ta không biết uống rượu nha, cùng lắm cũng chỉ có thể uống được hai ly thôi. Viên Tĩnh nũng nịu hừ hai tiếng, ngầm đồng ý khiến cho nụ cười của Trần Lệ Dương càng sâu hơn. Anh Dương đây là bạn gái của tôi. Hoàng Đông Cường vội vàng bỏ tay của Trần Lệ Dương ra, cho tôi chút thể diện, bếp. Trần Lệ Dương trực tiếp cho anh ta một cái bạt tai, đánh cho Hoàng Đông Cường kêu hự một tiếng đau đớn lùi về phía sau, khóe miệng chảy ra máu tươi, cho mày mặt mũi, cho mày mặt mũi gì co. Ánh mắt của Trần Lệ Dương trở nên lạnh lẽo, từ khi nào thì mày có mặt mũi ở chỗ của tao vậy? Hoàng Đông Cường ôm gò má hét lên, anh Dương, cô ấy là bạn gái tôi, cho dù có là vợ mày, được ông đây coi trọng thì đó cũng là vinh hạnh của cô ta. Trần Lệ Dương đẩy Hoàng Đông Cường ra, không kiêng rè gì mà ôm lấy Viên Tĩnh cười một cái. Cô Viên, tôi trịnh trọng mời cô tới tham gia buổi tiệc rượu của chúng tôi. Viên Tĩnh cũng không hát Trần Lệ Dương ra, ngược lại cơ, thể lại nhích lại một cái mỉm cười. Trần Thiếu đã nhiệt tình như vậy rồi em mà không nể mặt như vậy chẳng phải là rất không biết điều rồi hay sao? Cô không biết thân phận của Trần Lệ Dương thế nhưng có thể khiến cho Hoàng Đông Cường thấp thỏm lo sợ như, chuột nhất thế kia khẳng định là bỏ xa Hoàng gia cả vài con phó. Hoàng Đông Cường lo lắng kêu lên, Viên Tĩnh thời gian không còn sớm nữa để anh đưa em về nhà, sao mới có hơn 8 giờ, vẫn còn sớm mà. Viên Tĩnh không chút do dự mà từ chối yêu cầu của Hoàng Đông Cường, em cùng Trần Thiếu đi uống chút rượu, lát nữa sẽ tự về sau, anh không có việc gì thì đi trước đi. Sắc mặt Hoàng Đông Cường biến sắc, Viên Tĩnh, em không thể đi được. Đông Cường, thêm bạn thêm đường, nghĩ là bạn càng nhiều càng tốt. Viên Tĩnh nhằn nhạt mở miệng, em đi bồi Trần Thiếu hai ly, cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả, anh mau về nghỉ ngơi đi, mai em lại tới tìm anh. Đúng vậy đấy, Dương Thiên Thiên ở một bên cũng lên tiếng phụ họa, uống ly rượu thôi mà, là chuyện rất bình thường giữa những người trẻ tuổi với nhau. Đông Cường, anh đừng nhỏ nhen như vậy chứ, hơn nữa, Trần Thiếu lại còn là bạn tốt của anh nữa, lẽ nào anh ngay cả Trần Thiếu cũng không tin tưởng sao, anh lo anh ấy sẽ làm gì Viên Tĩnh sao? Trần Lệ Dương ôm Viên Tĩnh và Trần Thiên Thiên vào trong ngực, lại còn hôn lên mặt hai người một cái, đêm nay có thể khiến cho tôi vui vẻ thì chiếc Ferrari ở ngoài kia sẽ là của hai cưng, còn có ngày mai tới công ty Dược Bá Vương làm, tôi sẽ để hai em làm thư ký theo bên mình, lương tháng 20 vạn. Nghe được những lời này, sắc mặt Viên Tĩnh và Trần Thiên Thiên càng thêm quyến rũ, chúng em nghe hết theo Trần Thiếu. Chương 163, công ty Dược Bá Vương cũng gấp mười mấy lần gia tài nhà Hoàng Đông Cường. Trần Lệ Dương nhìn Hoàng Đông Cường, Tiểu Cường, tao đi trước đây, muộn một chút tao sẽ đưa Viên Tĩnh về, kinh người quá đáng mà. Ánh mắt Hoàng Đông Cường đỏ ngầu, cầm ghế xông lên, nghịch. Ánh mắt Trần Lệ Dương lạnh lẽo, đạp đến bụt một tiếng xuyên qua cái ghế đá bay Hoàng Đông Cường. Một đạp này, bất luận là tốc độ hay lực chân đều vượt qua sức tưởng tượng của người thường. Ánh mắt của Viên Tĩnh và Trần Thiên Thiên các cô cũng càng thêm nóng nảy. Diệp Phi kinh ngạc một phen,
có chút bất ngờ về sự lợi hại của Trần Lệ Dương, vốn anh chỉ cho rằng anh ta cũng chỉ là một kẻ quần áo lụa là mà thôi, không nghĩ tới anh ta lại là một cao thủ. Không cần Trần Lệ Dương phân phó, vài tên đi theo đã xông lên cho Hoàng Đông Cường một trận. Hoàng Đông Cường hét thảm không thôi, rất nhanh đã đầu rơi máu chảy, đúng là không biết sống chết mà. Trần Lệ Dương vỗ vỗ quần áo, ôm hai người Viên Tĩnh đi về phía trước. Viên Tĩnh, các người đều là lũ điểm mà. Hoàng Đông Cường muốn bò lên, kết quả rất nhanh liền bị gạt ngã, tay liền bị giẫm suýt chút nữa là đã đứt ra. Bịch. Trần Lệ Dương xoay xoay cổ, bỗng đạp một cước lại đá Hoàng Đông Dương ra mấy mét. Hoàng Đông Dương kêu thảm một tiếng, lăn mấy vòng, lăn đúng vào chân Diệp Phi. Lúc này trong Hoàng Đông Cường vô cùng thê thảm, thế nhưng Diệp Phi lại lạnh lùng liếc mắt qua, không có một tia đồng tình nào. Cảnh ngộ ngày hôm nay của Hoàng Đông Cường cũng chỉ là báo ứng mà thôi. Anh tiếp tục cắt bít tết ăn. Diệp Phi, lúc này ánh mắt của Dương Thiên Thiên và Viên Tĩnh trở nên lạnh lẽo, bọn họ đều nhận ra cái người khoan thai tự đắc kia là Diệp Phi. Hoàng Đông Cường cũng có chút ngần người, không nghĩ tới ở đây lại gặp được Diệp Phi, sau đó liền thấy xấu hổ vô cùng, ức hiếp người đến cuối cùng cũng bị ức hiếp. Viên Tĩnh và Trần Thiên Thiên kéo cánh tay của Trần Lệ Dương, một bên liếc nhìn Diệp Phi một bên chu miệng nói cái gì đó. Rất nhanh, Trần Lệ Dương liền dẫn một đám người tiến lại gần, nở nụ cười mang theo ý cười nghiền ngẫm nói không ra được tư vị gì. Hoàng Đông Cường cho rằng đối phương muốn đá mình liền vội vàng bò về phía sau 4-5 mét. Mặc dù rất tức giận thế nhưng anh biết mình không có cái năng lực để phản kháng. Bốp, ngay khi Diệp Phi cảm thấy đối phương chả có ý tốt gì thì Trần Lệ Dương thuận tay cầm bình rượu ở bên cạnh lên, đập tới bàn Diệp Phi. Diệp Phi né sang một bên né được bình rượu, chỉ là bình rượu bị đập lên trên bàn, kêu tới phịch một tiếng, rượu văng khắp nơi, đĩa vỡ vụn, bít tết cũng không thể ăn được nữa. Diệp Phi ngăn Lưu Phú Quý đang định xông lên lại, các người muốn làm cái gì chứ? Lây da của Trần Lệ Dương nhẹ nhàng gõ trên đất, nở một nụ cười nham hiểm mà ôn nhu, tiểu tử là cậu khiến cho Tĩnh Nhi và Thiên Thiên tức giận sao? Nghe được cách gọi thân mật như vậy, Hoàng Đông Cường càng thêm tức giận. Diệp Phi nhàn nhạt lên tiếng, muốn chết sao? Trần Lệ Dương cười một nụ cười quái gở, dám nói với tao những lời như vậy, không sợ bị sét đánh sao? Diệp Phi nhíu mày, anh thật sự muốn chết sao? Đang nói thì mấy tên cấp dưới của Trần Thị giận tím mặt gầm lên, tiểu tử, chán sống rồi à? Có biết người đứng trước mặt mày là ai không? Là Trần Lệ Dương, Trần Thiếu đây, dám nói với Trần Thiếu những lời như vậy, có tin tao dìm mày vào sông Hoàng Giang không? Trần Lệ Dương phát tay ngăn mọi người lại, nhóc con, mày rất ngông, có điều tao cũng là người tiên lễ hậu binh. Chương 164, nếu bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi Tĩnh Nhi với Thiên Thiên và bồi thường 100 vạn, tự cắt đi một cái tay tao sẽ không làm khó mày nữa, nếu không, tao bảo đảm mày sẽ không nhìn thấy được ánh mặt trời vào ngày mai. Nói xong câu này sắc mặt anh ta trầm xuống, bày ra bộ mặt hung tàn và ngoan độc. Viên Tĩnh và Trần Thiên Thiên ngẩng đầu lên cười kinh thường. Cơn tức bị Diệp Phi chèn ép cuối cùng cũng được phát tiết ra ngoài rồi. Diệp Phi hơi nheo mắt lại, cút, thằng khốn. Trần Lệ Dương không kiềm chế được, rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Được, vậy thì bổn thiếu gia cho mày mở mang tầm mắt một chút cái gì gọi là chọc vào người không thể chọc. Ngón tay anh tạ vụng lên ý bảo ba tên vệ sĩ tiền lên. Trần Lệ Dương, ai cho cậu cái gan động vào anh em của tôi? Đúng lúc này, từ ngoài cửa có hơn 10 mảnh nam mặc y phục đen tiền vào. Hoàng Chấn Đông đang ngậm một điều xì gà, thân thể u e oải thế nhưng tỉnh thần lại rất phấn khởi. Hiển nhiên là anh ta đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện ở trên lầu rồi. Diệp Phi là anh em của tôi, cậu dám động vào một sợi tóc của cậu ấy tôi lập tức xử cậu. Hoàng Chấn Đông không chút do dự mà thể hiện thái độ của mình. Nếu như là trước đây thì anh chỉ biết đứng ở trung gian tuyệt đối sẽ không theo một phe nào thế nhưng giờ đây anh lại muốn đi cùng Diệp Phi tới cùng. Hoàng Đông Cường có chút kinh ngạc. Không ngờ tới chú ấy vậy mà lại cùng một phe với Diệp Phi. Hội trưởng Hoàng, lâu rồi không gặp. Trần Lệ Dương thấy Hoàng Chấn Đông xuất hiện trên mặt cũng không có nửa phần e sợ nào. Tôi nói tên tiểu tử này sao lại kiêu ngạo như vậy cơ chứ? Thì ra nó có chỗ dựa vững chắc là hội trưởng Hoàng đây. Chỉ là hội trưởng Hoàng có phải là đã có chút kích động quá rồi không? Vì một tên ở rể mà đắc tội với Trần Lệ Dương tôi, đáng sao? Nếu như anh đổ mà biết anh lỗ mãng như vậy liệu anh có bị mắc cái chức hội trưởng này không? Chống lưng cho Trần Lệ Dương là ngân hàng Bao Hải, ở Trung Hải này cũng không tính à đứng đầu thế nhưng cũng là hạng 2, nó cùng với thương hội Tứ Hải cũng được coi như là ngang nhau.
Hơn nữa Trần Gia gần đây lại tìm được một chỗ dựa vững chắc như núi Thái Sơn vậy nên đối mặt với Hoàng Chấn Đông cũng không có chút lo lắng nào cả. Hoàng Chấn Đông cười lạnh, nghe không hiểu lời tôi nói sao, Diệp Phi là anh em của tôi, có phải là cậu không muốn rời khỏi nơi này không? Anh ta nhìn chằm chằm vào Trần Lệ Dương hừ nói, cậu tin hay không thì cũng là tôi chọc vào cậu, không cần anh đổ che chở, Tiền Gia cũng sẽ chuẩn bị hết mọi thứ cho tôi. Trong lúc nói, mười mấy người đàn ông dũng mãnh cũng tản ra, nhìn chằm chằm vào đám Trần Lệ Dương bọn họ. Trần Lệ Dương cười cười, anh đổ để cho anh làm hội trưởng đúng là một thất sách to lớn mà, đồ hỗn hào. Ánh mắt Hoàng Chấn Đông trở nên lạnh lẽo, cậu muốn dạy anh đổ làm việc sao? Được, hôm nay cho hội trưởng Hoàng mặt mũi tôi sẽ không làm khó cậu ta nữa. Trần Lệ Dương biết mình đã thất tính, liếm liếm khóe môi, nhìn Diệp Phi cười, tiểu tử, vẫn còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ còn gặp lại, sao hy vọng tới lúc đó hội trưởng Hoàng vẫn còn ở bên cạnh cậu nếu không sợ rằng sẽ có đầu rơi máu chảy đấy. Anh ta duỗi ba ngón tay làm động tác đấu súng, Diệp Phi, tôi khuyên anh vẫn là nên quỳ xuống đi. Viên Tĩnh rất muốn thấy bộ dáng khóc lóc thảm thiết của Diệp Phi, Trần Thiếu không phải là người thường, thân phận và lai lịch của Trần Thiếu không phải là thứ mà anh có thể tưởng tượng được đâu. Hội trưởng Hoàng cũng chỉ có thể che chở cho anh được nhất thời chứ không thể nào che chở cho anh cả một đời được. Chương 165, cô ta vênh mặt lên, nếu như hôm nay anh không giải quyết cho xong chuyện này thì sau này chỉ sợ là sẽ phải trả cái giá càng lớn hơn mà thôi. Dù sao cũng đã từng yêu nhau, tôi chân thành khuyên anh trước khi Trần Thiếu phát hỏa thì hãy mau quỳ xuống và làm theo những gì anh ấy nói đi. Trần Thiên Thiên cũng yêu kiểu mà hừ mấy tiếng, anh thật sự là không chọc nổi Trần Thiếu đâu. Có thể giao tình của anh với hội trưởng Hoàng cũng không tệ, có thể là thân thủ của anh rất tốt thế nhưng điều đó thì thế nào chứ? Gia tài của Trần Gia lên tới vài nghìn tỷ, phía sau lại còn có chỗ dựa vững chắc, Diệp Phi làm sao có thể chọc được cơ chứ? Ban nãy Trần Thiên Thiên còn nhạy cảm phát hiện ra, trên thắt lưng vài tên vệ sĩ của Trần Lệ Dương còn có súng, điều này có nghĩa là Trần Gia có đặc quyền ở Trung Hải, bảo Diệp Phi quỳ xuống, Diệp Phi vẫy tay ngăn động tác của Hoàng Chấn Đông lại. Anh mà cũng xứng sao, tiểu tử, thái độ gì vậy? Ánh mắt của Trần Lệ Dương lộ ra sự hung ác, trong ánh mắt xoẹt qua một tia ác ý, mày không hiểu rõ về năng lực của Trần Gia thì có thể đi hỏi hội trưởng Hoàng. Hoàng Chấn Đông dựa sát vào Diệp Phi thấp giọng nói, Trần Gia cũng chẳng làm nên cái trò trống gì ra hồn cả thế nhưng gần đây đã tìm được chỗ dựa vững chắc lại còn có liên quan tới Quá Giang Long nữa. D.I.B. nhìn thấy Hoàng Chấn Đông khuyên nhủ Diệp Phi, Trần Lệ Dương 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 đắc ý. Vung tay lên chuẩn bị dẫn theo Viên Tĩnh các cô rời đi, đứng lại, tôi nói cho anh đi rồi sao, bỗng nhiên âm thanh không mang theo chút tình cảm nào của Diệp Phi vang lên, khốn khiếp, mày đây chính là muốn chết sao, Trần Lệ Dương thật sự là đã tức giận lên rồi, chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, ánh mắt mang theo sát ý, đêm nay là nể mặt Hoàng Chấn Đông nên anh ta mới tạm thời không tính sổ với Diệp Phi, không nghĩ tới Diệp Phi lại ngông như vậy, Diệp Phi. Viên Tĩnh các cô ta cũng quở trách một câu, đầu anh bị ngập nước à, người ta hôm nay đã không muốn cho anh mở mang kiến thức rồi vậy mà anh lại muộn tiền thêm một bước, thật sự là ép Trần Lên Dương tức điên lên thì cho dù là Hoàng Chấn Đông đi chăng nữa cũng sẽ không thể bảo đảm được cho anh đâu, Trần Thiên Thiên bọn họ thấy một màn này cũng không khỏi cười lạnh, thật sự là muốn tìm chết mà, ban nãy Trần Lệ Dương xác thực là định đi rồi thế nhưng kết quả Diệp Phi lại muốn chọc vào Trần Lệ Dương. Vẻ mặt của Hoàng Đông Cường hiện lên sự phức tạp, anh ta phát hiện ra Diệp Phi gan dạ hơn anh ta rất nhiều, đã đập cho tôi một bình rượu, lại còn làm bẩn quần áo của tôi, quấy rầy tới tâm tình dùng bữa của tôi. Diệp Phi nhàn nhạt mở miệng, quỳ xuống, xin lỗi, bồi thường 1 triệu, nếu không thì nằm xuống đây, điên rồi, đúng à điên thật rồi, đây là những lời mà anh nên nói sao. Viên Tĩnh với Trần Thiên Thiên các cô cảm thấy vô cùng hài hước, tốt, rất tốt. Trần Lệ Dương vô cùng tức giận mà cười lên, bổn thiếu gia lần đầu tiên gặp được người ngông cuồng như vậy. Hội trưởng Hoàng, cho dù đêm nay anh có thái độ gì đi chăng nữa thì người anh em này của anh tôi nhất định phải động tới cậu ta rồi. Trần Lệ Dương lạnh giọng ra lệnh, phế cậu ta. Ba tên vệ sĩ từ phía sau đi lên, đồng thời rút súng ra chỉ vào Diệp Phi. Chương 166, vèo vèo vèo, lúc này đây, kim quang lóe lên, chỉ thấy ba tên vệ sĩ của Trần thì hét thảm lên một tiếng, cổ tay bị một cái phi tiêu ném tới, máu tươi trực tiếp tuôn ra, súng rơi trên mặt đất, đứa nào động vào vệ sĩ của tao,
Trần Lệ Dương liên tiếp bị người ta ném đá ở nơi công cộng, anh ta đã triệt để nổi cơn thịnh nộ, ông đây phải giết cả nhà mày, sao giết cả nhà tôi, hừ, uy phong của Trần gia thật là to nha, ngay cả hàng năm hoa tôi mà cũng muốn giết sao, không biết còn tưởng rằng Trần gia làm vương ở Trung Hải nữa đây. Một âm thanh lạnh lẽo mà bá đạo từ cửa truyền vào, sau đó nhìn thấy Hàn Nguyệt cùng một đám người vây quanh Hàn Nam Hoa xuất hiện, đám người vây xung quanh nhìn thấy Hàn Nam Hoa đều tôn kính cúi chào, anh Hàn, sắc mặt Trần Lệ Dương thay đổi rõ ràng, tập đoàn Thiên Bảo mặc dù chỉ là chi nhánh hợp pháp của tập đoàn cổ ngoạn thế nhưng Trần Lệ Dương biết chỉ cần nó tức giận lên thì có thể nghiền nát Trần gia 10 lần, ban đầu Hàn Nam Hoa là dựa vào việc buôn lậu đồ cổ mà làm giàu. Trong tay nhiễm máu tươi còn nhiều hơn cả Hoàng Đông Cường, hơn nữa, tập đoàn Thiên Bảo có thể trở thành chùm trong giới đồ cổ, mua bán hàng ngàn hàng vạn bảo bối thì làm sao có thể là một người tốt ở trong mắt quần chúng được chứ, nghe đâu vì muốn đảm bảo cho việc khai thác mỏ ngọc và vận chuyển nguyên thạch, Hàn Nam Hoa đã ở bên ngoài biên giới đào tạo ra không ít đội quân tư nhân, vậy nên Trần Lệ Dương mới không trêu chọc được vị tôn đại thần này, sao tắm máu cả nhà Hàn Nam Hoa tôi sao? Hàn Nam Hoa chống gậy nhìn chằm chằm vào Trần Lệ Dương, tôi gọi điện hỏi cha cậu một chút xem ông ta có dám nói những lời này không, Hàn lão, thật xin lỗi, là tôi thác tính, là tôi thất tính, Trần Lệ Dương đã thay đổi bộ dáng vinh mặt từ đắc ban nảy thành bộ dáng khom người nhận lỗi, Hàn Nam Hoa lãnh đạm nói, quỳ xuống xin lỗi Diệp Phi, Trần Thiên Thiên bọn họ trợn mắt lên, Diệp Phi không phải chỉ là một tên ở rễ thôi sao, làm sao có thể lôi Hoàng Chấn Đông với Hàn Nam Hoa tới như vậy chứ. Viên Tĩnh thấy quá mệt mỏi, chỉ muốn xử Diệp Phi một chút thôi mà sao lại phiền phức vậy chứ, sắc mặt Trần Lệ Dương thay đổi, tôi, bốp, Hàn Nam Hoa cho anh ta một cái bạt tai, xin lỗi, gò má Trần Lệ Dương trở nên đau nhức không chịu nổi, Hàn lão, đây là hiểu lầm, bốp, Hàn Nam Hoa lại cho anh ta một cái bạt tai nữa, sao xin lỗi, điều này quá mức gượng gạo rồi, ban nãy còn dương võ dư oai. Một Trần Lệ Dương muốn phế đi Diệp Phi giờ này đây lại bị người ta đánh cho như chó trả tiền rồi. Trần Lệ Dương cắn khóe môi, nãy cha tôi, bốp, lại thêm một cái bạt tai nữa. Sao xin lỗi, mặt anh ta sưng vù lên. Trần Lệ Dương cắn răng xin lỗi Diệp Phi, Diệp Thiếu, xin lỗi. Đồng thời, nội tâm thầm oán hận đến cực điểm. Anh ta sẽ nhớ kỹ mối thù ngày hôm nay. Sẽ có một ngày, anh phải đòi lại cả vón lẫn lãi từ Diệp Phi. Chương 167. Bị điếc à, nhớ những lời tôi vừa nói không, quỳ xuống, xin lỗi, bồi thường 1 triệu, Diệp Phi sờ sờ vết rượu trên người sau đó lau hết lên mặt Trần Lệ Dương, mày, Trần Lệ Dương theo bản năng mà hét lên, mày đừng có mà khinh người quá đáng, bốp, Diệp Phi cho anh ta một cái bạt tai, không thể bắt nạt anh sao, Trần Lệ Dương phẫn nộ đến cực điểm, khốn khiếp, Diệp Phi lại cho anh ta thêm một cái đạp khiến cho anh ta khó nhúc nhích được. Mấy tên vệ sĩ Trần thì thấy vậy theo bản năng mà tiến lên phía trước thế nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của Hàn Nguyệt chặn lại, thấy Trần Lệ Dương bị Diệp Phi giẫm chặt, Trần Thiên Thiên bọn họ ngây ra như phỏng, trong đầu Viên Tĩnh nổ bùng một phát, ban nãy cô ta còn có chỗ dựa vững chãi vậy mà nó lại bị Diệp Phi giẫm nát ở dưới chân, điều này khiến cô ta làm sao có thể chấp nhận nổi chứ, cô ta muốn chính là muốn thấy bộ dáng hèn mọn mà sợ, hãi của Diệp Phi. Cái bộ dáng quỳ xuống vấy tiền như lúc đó kìa, chứ không phải là cái oai phong lãm liệt như hiện tại. Diệp Phi, đừng khi dễ người quá đáng. Trần Lệ Dương phẫn nộ mà xê dịch chân Diệp Phi, đừng cho rằng ông đây là trái hồng mềm. Bếp, Diệp Phi lại cho thêm một cái bạt tai, bắt nạt anh thì làm sao? Trần Lệ Dương phẫn nộ không thôi, mày muốn như thế nào? Quỳ xuống, xin lỗi. Diệp Phi không chút khách sáo lại cho anh ta thêm một cái tát, bồi thường 1 triệu. Giọng điệu Hàn Nam Hoa trầm xuống, nghe không hiểu lời cậu ấy nói sao, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, trong thâm tâm Trần Lệ Dương cảm thấy vô cùng ức ức, rất muốn xông lên một phát bắn chết Diệp Phi, thế nhưng lại bị khí thế của Hàn Nam Hoa đè ép, anh ta còn muốn liều mạng xông lên để xử đẹp cả Hoàng Chấn Đông với Hàn Nam Hoa, sau khi điên cuồng liều một hơi thì cùng lắm là đi trầu trời, thế nhưng anh ta lại rất rõ, một khi anh làm như vậy thì toàn bộ Trần gia sẽ phải bồi tán theo. Đồng thời anh ta cũng đã phát hiện ra vệ sĩ của Hàn thị sớm đã chiếm được lợi thế, tay phải đặt bên eo thể hiện trạng thái đại khai sát giới, tức điên đi được, cuối cùng anh ta cũng bịt một tiếng quỳ xuống, được, được, tôi nhận tội, Diệp Phi, không, Diệp đại thiếu gia, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, sau đó Trần Lệ Dương đã viết một tấm chỉ phiếu 1 triệu cho Diệp Phi,
xin anh hãy đại nhân đại lượng tha cho tôi một mạng. Vẻ mặt anh ta tràn đầy tươi cười thế nhưng lại mang theo sát khí. Diệp Phi không thèm để ý tới, lấy tờ chỉ phiếu qua nói, như vậy mới phải chứ. Hàn Chấn Đông suy nghĩ một chút rồi cười nói, đúng vậy, sớm làm như vậy có phải là đã không bị ăn đòn rồi không? Trần Lệ Dương, mau trở về đốt nén hương đi, hôm nay cậu đã nhặt về được một cái mạng đấy. Ý của anh ta chính là Trần Lệ Dương lập tức nhận sai nên đã tránh được việc Diệp Phi ra tay. Nếu không hôm nay Trần Lệ Dương sợ rằng đã mất cái mạng nhỏ của mình ở đây rồi. Người giết bạch xài như giết gà như Diệp Phi thì giết thêm Trần Lệ Dương cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Chỉ là đối với Trần Lệ Dương mà nói hôm nay là do anh ta đen nên mới gặp phải Hàn Nam Hoa mà thôi. Nếu không anh cũng có thể giết Diệp Phi dễ như giết một con kiến. Tiền tài tiền gia thì không nói đến. Thế nhưng chỉ riêng về thân thủ thôi anh ta cũng có thể nghiền ép Diệp Phi thành MAI vòng rồi. Diệp Phi, đừng cho tao cơ hội nếu không ông đây nhất định sẽ xử đẹp mày. Chương 168, Trần Lệ Dương cắn răng đứng lên. Trong ánh mắt tràn đầy thù hận thấp giọng nói, ngay cả người nhà mày cũng sẽ không được yên đâu. Xoẹt, cơ thể Diệp Phi xoay một cái, ánh mắt lạnh lẽo, danh sách tử vong đã được ấn định lên người Trần Lệ Dương. Đám người Trần Lệ Dương rất nhanh liền chật vật rời đi. Vẻ mặt của Viên Tĩnh với Trần Thiên Thiên tràn đầy ai oán, đè bẹp Diệp Phi sao lại khó như vậy chứ. Nhà hàng rất nhanh liền khôi phục lại sự yên tĩnh của nó. Hoàng Chấn Đông đi tới bên cạnh Diệp Phi nói, chú em, Trần Lệ Dương là một con chó điên, vì một người đàn bà mà cắn tiền thắng hỏa 10 năm, bị cậu ta ghi thù rất phiền phức, hay là đã làm thì phải làm cho xong. Anh ta làm một động tác cắt yết hầu, Diệp Phi nhàn nhạt nói, không cần đâu để tôi tự giải quyết. Không phải là anh không muốn Hoàng Chấn Đông nhỏ cỏ tận gốc, chỉ là cảm thấy Hoàng Chấn Đông vẫn còn một đống việc ra làm phiền anh ta như vậy cũng không được. Được, vậy cậu tự sắp xếp đi. Hoàng Chấn Đông vô cùng có lòng tin về Diệp Phi, nếu như cần giúp đỡ thì cứ việc nói một tiếng, là anh em anh sẽ không chùn bước. Có điều anh ta vẫn nên để cho vài tên thủ hạ theo dõi sát sao Tràng Lệ Dương, để tránh chó điên cắn người. Cách đó không xa Hàn Nam Hoa nghe vậy thì nhìn Diệp Phi vài cái. Ngoài trừ Đỗ Thiên Hổ ra ông ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Chấn Đông vì người khác mà đối xử thật lòng như vậy. Điều này lại càng khiến cho ông ta càng thêm nể trọng Diệp Phi hơn. Sau khi Hàn Chấn Đông cùng Diệp Phi với Hàn Nam Hoa nói chuyện vài câu xong thì lại vội vã rời đi. Có thể nhìn ra được đêm nay sợ rằng sẽ lại có rất nhiều động thái lớn đây. Sau khi nhóm Hoàng Chấn Đông rời đi, Diệp Phi liền đi tới trước mặt Hàn Nam Hoa cười nói, Hàn lão, tối nay cảm ơn ông nhiều lắm. Anh cười nói cảm ơn, nếu như không có ông thì đêm nay tôi sợ rằng sẽ gặp phải không ít phiền phức. Cảm ơn tôi làm gì? Hàn Nam Hoa ha ha cười lớn, trước tiên không nói đến chuyện cậu đã có ân cứu mạng với tôi. Coi như đêm nay tôi không xuất hiện thì người chịu khổ cũng sẽ không phải là Diệp Phi cậu. Sao tôi đơn thuần cũng chỉ là thêm gắm thêm hoa mà thôi. Ánh mắt nhìn người của lão trước nay đều rất tốt. Nếu như chuyện ban nãy mà Diệp Phi cũng không ứng phó được vậy thì Hoàng Chấn Đông làm sao có thể cung kính lễ độ với Diệp Phi được cơ chứ? Hàn Nguyệt ngẩng mặt lên lôi kéo y phục Diệp Phi. Tôi, anh phải cảm ơn tôi. Ban nãy là tôi dùng phi đao cứu anh. Được, cảm ơn cô. Diệp Phi cười cười. Kỳ nghỉ nửa tháng của cô sao rồi? Vương Bác Đảng, Hàn Nguyệt lầm bầm một câu. Tôi còn cho rằng anh đã quên mất tiền đánh cuộc của chúng ta rồi nữa chứ. Nằm mờ. Diệp Phi thiếu chút nữa đã đụng trúng người đẹp, sau đó nhìn Hàn Nam Hoa cười nói, Hàn lão, cơ thể gần đây có gì khác thường không, nhờ có bàn tay hồi xuân của cậu mà cơ thể tôi chuyển biến ngày càng khỏe lên rồi, mọi thứ trên cơ bản thì đều bình thường. Nhắc tới bệnh tình của mình, sắc mặt của Hàn Nam Hoa trở nên vui hắn lên, thấp khớp với sỏi thận trước đây cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi, bệnh cũ của Hàn Nguyệt cũng đã khỏi, sao tôi vẫn luôn muốn mời cậu tới làm bữa cơm. Báo đáp thật tốt ân tình của cậu đối với ông cháu tôi, ngay cháu Tống nói cậu đang bận sửa sang lại phòng bệnh nên tôi cũng không tới quấy rầy, đợi khi cậu khai trương thì tới cổ vũ, không nghĩ tới đêm nay lại gặp mặt ở đây, có điều cơ thể có phải là tốt hay không thì vẫn phải để Diệp Phi bắt mạch mới biết được. Trong lúc nói chuyện, Hàn Nam Hoa duỗi tay ra đưa cho Diệp Phi, cậu nói tốt mới là tốt thật, ánh mắt của Hàn Nguyệt nhiều thêm một tia ôn nhu. Mặc dù cô hận đến nghiến răng nghiền lợi vụ tiền cược thế nhưng không thể không thừa nhận rằng y thuật của Diệp Phi quả thực là hơn người. Chương 169, được, tôi sẽ bắt mạch cho ông cô. Diệp Phi mỉm cười duỗi tay ra bắt mạch, rất nhanh ánh mắt anh hiện ra một tia kỳ quái. Hàn lão, cơ thể ông trên cơ bản thì không có gì đáng ngại, chỉ là huyết áp có chút cao.
cổ họng có chút triệu chứng viêm, dạ dày bị nóng, bất quá cũng không có gì đáng ngại, muộn một chút tôi sẽ gửi cho Hàn Nguyệt một phương thuốc, uống 10 ngày nửa tháng là ổn thôi. Bệnh cao huyết áp ở người già là không ít, thế nhưng huyết áp của ông cao hơn người bình thường rất nhiều, điều này là không nên. Có điều Diệp Phi thấy đây cũng không phải là vấn đề lớn gì. Hàn Nam Hoa nghe vậy cười cười, có lời này của chú em tôi cũng yên tâm rồi. Tôi nữa, Hàn Nguyệt cũng dùng đôi mắt tràn đầy mong chờ mà duỗi tay ra, mau xem cho tôi đi. Diệp Phi mỉm cười bắt mạch, sau đó khẽ nhíu mày, kỳ ạ, chân cô đã không sao rồi thế nhưng hạch ở cổ họng lại có triệu chứng viêm, lửa gan bốc hỏa, mọi người có phải là đã ăn quá nhiều đồ cay không, hoặc là thức khuya quá độ chẳng hạn. Hàn Nguyệt có chút ngây người, không có, chúng tôi đều ăn đồ ăn hết sức thanh đạm, cũng không có thức khuya. Diệp Phi nhíu mày, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Hàn Nam Hoa thấy vậy bèn hỏi một câu, Diệp Phi, cơ thể của chúng tôi có vấn đề gì sao? Diệp Phi cười khẽ một tiếng, không có gì đáng ngại cả, chỉ cần dùng chút hoa bách hợp với chè hạt sen là có thể giải quyết được rồi. Đinh, giữa lúc Hàn Nam Hoa đang muốn nói cái gì đó thì điện thoại của Hàn Nguyệt vang lên. Sau khi nghe điện thoại xong thì nói với ông ơi người tới rồi. Hàn Nam Hoa gật đầu, sau đó nắm lấy tay Diệp Phi, chú em, tối nay rảnh không? Diệp Phi ngây người, Hàn lão có việc sao? Đêm nay tôi phải gặp một người bạn thế nhưng có chút nguy hiểm. Hàn Nam Hoa cười lớn một tiếng, tôi muốn dẫn cậu theo cùng, đương nhiên là tôi sẽ không để cho người đó làm tổn thương tới cậu. Có bàn tay hồi xuân của Diệp Phi ở đây cho dù còn nửa cái mạng đi chăng nữa thì cũng sẽ đem nguy hiểm giảm xuống tới mức thấp nhất. Diệp Phi gật đầu, đúng lúc tôi có thời gian có thể đi cùng Hàn lão mở mang kiến thức một chút. Hàn Nam Hoa giúp mình không ít lúc này đây mà bỏ mặc thì cũng có chút không thích hợp. Vậy thì làm phiền Diệp lão đệ rồi, tối nay cho dù có chữa bệnh hay không thì tôi cũng sẽ đưa cho cậu một khoản phí xem bệnh. Hàn Nam Hoa vỗ vai Diệp Phi rồi kéo cậu cùng đi ra thang máy. Hàn Nguyệt đánh nén Diệp Phi một trưởng từ phía sau, sau đó cười hi hi chạy đi mát. Cửa thang máy đã có một nhóm người đứng sẵn ở đấy, có ba người phụ nữ áo xanh đứng ở phía trước, tướng mạo xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại vô cùng cao ngạo. Người con gái ở giữa thì lại càng không ai bì nổi, cô ta đứng ở giữa đội hình, ánh mắt tràn đầy miệt thị. Chỉ có khi nhìn thấy Hàn Nam Hoa với Hàn Nguyệt xuất hiện cô ta mới thu lại hai phần cao cao tại thượng lại. Nào, tới đây, Diệp Phi. Tôi giới thiệu một chút, vị này là Lâm Phù Dung, là học tỷ của Hàn Nguyệt. Nhìn thấy đám người phụ nữ mặc áo xanh bọn họ, Hàn Nam Hoa nhiệt tình giới thiệu cho Diệp Phi, cao thủ võ thuật của thế hệ trẻ võ minh. Hàn Nguyệt vung lên một quyền, học tỷ của tôi rất lợi hại đây. Lâm tiểu thư, đây là Diệp Phi, người có trình độ rất uyên thâm đối với y thuật huyền học. Hàn Nam Hoa giới thiệu với Lâm Phù Dung, nếu như cơ thể có chỗ nào không thoải mái thì có thể tới tìm Diệp Phi xem bệnh. Diệp Phi nghe vậy lễ phép gật đầu nhìn Lâm Phù Dung, mặc dù anh không thích thái độ kiêu ngạo của Lâm Phù Dung thế nhưng Hàn lão đẩy mạnh tiêu thụ nghiệp vụ như vậy anh cũng không thể sụ mặt được, dù sao cũng không thể gây chuyện với tiền bạc được, hơn nữa anh cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ ở đây lại gặp được đệ tử võ minh, đệ tử của Hoàng Phi Hổ, bác sĩ, chương 170, vẻ mặt Lâm Phù Dung tràn đầy khinh thường, Hàn lão không đùa đấy chứ, cậu ta trẻ như vậy. Có thể biết y thuật cái gì chứ? Hàn Nam Hoa cười khổ một tiếng, lúng túng giải thích, Lâm tiểu thư, cô đừng xem thường Diệp Phi, đợt trước tôi và Hàn Nguyệt bị thương nặng đã mời vô số bác sĩ thế nhưng vẫn không có hiệu quả, sau này vẫn là nhờ Diệp Phi ra tay mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, ông cũng chả có cảm giác gì với Lâm Phù Dung thế nhưng cháu gái lại mời họ về làm vệ sĩ, Hàn Nam Hoa tốt xấu gì cũng cần tới mặt mũi, thấy Hàn Nam Hoa coi trọng Diệp Phi như vậy. Lâm Phù Dung cũng được coi như là mở mang tầm mắt, coi như anh ta là bác sĩ đi vậy thì đêm nay cũng chả có cái tác dụng gì cả phải không? Hàn Nam Hoa cười to, có một bác sĩ ở bên cạnh để đề phòng tình huống bất thường xảy ra, đồng thời ông cũng ném một ánh mắt tràn đầy ánh náy về phía Diệp Phi, không cần đem những lời của Lâm Phù Dung để ở trong lòng. Có ba người chúng tôi ba chiêu bài ở đây thì lấy đâu ra nguy hiểm chứ? Lâm Phù Dung cảm thấy khó chịu với địa vị của Diệp Phi ở trong lòng Hàn Nam Hoa. Tôi thấy vẫn nên để anh ta đi, để tránh gặp chuyện không may lại liên lụy đến chúng ta. Diệp Phi nhíu mày đang muốn nổi đóa thì Hàn Nam Hoa vung tay lên một cái. Được rồi, Lâm tiểu thư, cũng đến lúc rồi đấy, lên trên thôi. Đối với ông mà nói thì Diệp Phi còn quan trọng hơn Lâm Phù Dung rất nhiều. Diệp Phi thu lại một đạp định đạp đối phương lại.
Lâm Phù Dung thấy tư thế của Hàng Nam Hoa cũng chỉ có thể thu lại tâm tình của mình, chỉ là hừ một tiếng với Diệp Phi, chuyện này có chúng tôi phụ trách là được rồi, đợt lát nữa anh đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi, anh yên tâm đi, có chúng tôi ở hiện trường thì Hàng Lão với Hàng Nguyệt sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bác sĩ Như anh đứng một bên xem là được rồi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, Hàng Lão và Hàng Nguyệt bình an tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Ba người Lâm Phù Dung lần này lại không tức giận thế nhưng trên mặt lại tràn đầy sự khinh thường và trêu tức. Một bác sĩ nhỏ nhoi mà lại dám nhúng tay vào chuyện ân oán giang hồ. Đây không phải là đang nói hưu nói vượng hay sao? 3 phút sau, thang máy dừng ở tầng 18. Diệp Phi theo Hàng Nam Hoa bọn họ đi ra, nhất thời cảm thấy có một trận nguy hiểm ập tới. Thế nhưng khi anh quét mắt nhìn qua hành lang thì lại phát hiện ra không có một bóng người nào. Chỉ thấy có một hàng pho tượng của các nhân vật trong và ngoài nước. Ánh mắt của Diệp Phi nhìn về phía quan công ở phía cuối cùng của cửa vào, đó chính là một pho tượng một đấu một tràn đầy sát khí, trong tay cầm một cái đao lớn, trông vô cùng uy nghiêm. Nhìn thấy bước chân của Diệp Phi có chút chậm lại, Hàng Nam Hoa hiếu kỳ hỏi, Diệp Phi, làm sao vậy? Diệp Phi chậm rãi thu hồi lại ánh mắt cười nói, không có gì, Lưu Mổ Mổ tiến vào đại quan viên, nhát thời có chút sững người. Lâm Phù Dung thấy thế hừ một tiếng, đồ nhà quê. Chú em à, cậu nói đùa rồi. Hàng Nam Hoa cười to một tiếng, với trình độ của cậu lại còn phải e ngại sao? Sau đó ông ta hơi nghiêng tay, mang theo đám người Diệp Phi đi tới đại sảnh cuối cùng. Cửa vừa được mở ra, Diệp Phi nhất thời cảm thấy một khoảng không sáng bừng lên, phạm vi nhìn cũng trở nên rộng lớn hơn, chỉ thấy trong sảnh tụ tập mười mấy người, có nam có nữ, ăn mặc rực rỡ, có điều quá mức rực rỡ rồi, đặc biệt là người phụ nữ ngồi giữa đám bọn họ kia. Một thân đồ da đen, tóc ngắn có chút lộn xộn, đằng trước còn có mê ngọn nhuộm màu rượu đỏ, có một hình xăm hình con rắn đen ở trên khuôn mặt trắng nõn nà của cô ta, đôi mắt hẹp dài, lông mi rất dài, tự hồ như có thói quen hiếp mắt vậy, điều đó khiến cho ánh mắt cô ta có một loại cảm giác nguy hiểm. Hàng Lão, buổi tối tốt lành. Nhìn thấy Hàng Nam Hoa với đám người Diệp Phi đi vào, người phụ nữ mặc đồ đen mỉm cười lập tức đứng lên, đã lâu không gặp. Nụ cười của cô ta rất sáng lạng, thế nhưng Diệp Phi lại cảm thấy lạnh ớn hết cả người. Hàng Nam Hoa nhìn thấy con rắn đen ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng, hắc xà, hóa ra là cô, tôi nói ai mà lại to gan dám giữ hàng của tôi như vậy chứ, lại còn dám tới Trung Hải này đàm phán, chương 171, hóa ra chính là một mỹ nhân xà cô, ông ta kéo một cái ghế ngồi xuống, thế nhưng cho dù cô là rắn hay là rồng thì đêm nay cũng phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, phải rồi. Giác Ôn đâu? Hàng Nguyệt và đám vệ sĩ Hàng Thị nghe vậy thì dây thần kinh trở nên căng thẳng. Hàng Lão, người quang minh chính đại thì sẽ không nói những lời mờ ám. Hắc xà nứt ra khiến cho nụ cười của cô ta trở nên càng mê người. Thuyền ông dùng để giữ nguyên thạch quả thực là do tôi cướp đi. Người giúp ông canh giữ hàng Giác Ôn bị rơi xuống nước chết đuối. 50 thủ hạ dưới tay ông đã bị tôi hợp nhát. Bây giờ thì 50 km biển đảo tới biên giới. 10 km cuối cùng cũng đã bị tôi nắm trong lòng bàn tay. Sau này tôi chính là một trong những người hợp tác với tập đoàn Thiên Bảo. Vì để thể hiện sự kính trọng và thiện ý của tôi với Hàng Lão, tôi không chỉ hai tay dâng trả hàng hóa mà còn sẽ giảm một nửa lộ phí vận chuyển nữa. Như vậy thì giá thành nguyên thạch của Hàng Lão có thể sẽ lại giảm xuống một thành. Cô ta tiến lên một chút, vô cùng cung kính, chúc mừng Hàng Lão. Diệp Phi liếc mắt nhìn cô ta một cái. Anh có thể nhìn ra được dưới sự cung kính đó còn ẩn chứa một tâm tư tựa như rắn rết vậy. Lâm Phù Dung thì lại buông lỏng cảnh giác. Hắc xà lấy lòng như vậy khiến cho cô ta cảm thấy đối phương cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Chết rồi. Trên mặt Hàng Nam Hoa không hề có một tia vui mừng nào mà lão lại cười lạnh một tiếng. Giác Ôn tuổi trẻ khỏe mạnh. Cậu ta còn có thể vượt qua được cả sông Mi. Cậu ta chết đuối. Cô thấy tôi sẽ tin sao? Cậu ta đã bị cô giết phải không? Những lời này vừa nói ra đám Hàng Nguyệt càng thêm cảnh giác, đối mặt với lời chất vấn này của Hàng Nam Hoa, Hắc xà nhàn nhạt cười, Hàng Lão, bàn luật về việc giết người nó cùng chả có giá trị gì cả, giết người của tôi, nắm trong tay một nửa con đường của tôi, đến tột cùng thì cô muốn như thế nào đây? Hàng Nam Hoa đi thẳng vào vấn đề chính, báo thù, hay là dọa dẫm? Diệp Phi đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra hai mươi mấy người ở bên cạnh Hắc xà. Ai nấy đều đen như cũ tam thức mặc dù không cao thế nhưng lại vô cùng tinh anh. Hàng Lão, trên đời này không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Hắc xà vẫn duy trì sự nho nhã lễ độ của mình,
tôi tin rằng, tôi có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho Thiên Bảo. Cô ta vỗ tay, vài tên thủ hạ từ phía sau lập tức tiến lên, cầm bóng chiếc hộp mở ra đặt trên bàn, một khối ngọc thạch, một pho tượng kim sắc, một củ nhân sâm, một cây súng trường. Diệp Phi nhìn thấy mà kinh hãi, toàn bộ đều là cực phẩm Đông Tây nha, cộng lại sợ rằng cũng phải lên tới vài trăm tỷ. Người phụ nữ này ra tay cũng thật là hào phóng, có điều anh càng khiếp sợ hơn, anh bắt được sự trêu tức trong ánh mắt của Hắc Xà, nhất thời hiểu ra được những món đồ này cầm vào vô cùng phỏng tay. Đế vương xanh, kim Phật thời đường, nhân sâm nghìn năm, bá vương thường, ánh mắt của Hàng Nam Hoa cũng giật một cái, thật sự là dốc hết vốn liếng mà, ông ta không chỉ là một ông trùm trong giới cổ vật mà còn là một bậc thầy giám định cổ vật. Chỉ cần liếc mắt một cái liền nắm được 99% những thứ này là đồ thật, hơn nữa toàn bộ đều có giá trị không hề rẻ chút nào. Ngữ khí của Hắc Xà tràn đầy cung kính, chỉ cần Hàng lão thích thì có dốc hết vốn liếng cũng chả có vấn đề gì cả. Chương 172, Lâm Phù Dung càng thêm khinh bỉ Hắc Xà. Cô ta còn cho rằng Hắc Xà người giữ hàng hóa lợi hại như thế nào cơ. Kết quả còn không phải là vừa phải trả hàng hóa lại còn phải tặng lễ vật bồi tội. Sợ hãi mà biến thành một con chó hay sao? Xem ra đêm nay cũng chẳng có gì gọi là mạo hiểm cả. Đừng nhiều lời nữa, nói mục đích đến chuyến này của cô đi. Hàng Nam Hoa vung tay lên, đừng nói mấy câu nhảm nhí như là kết bạn kết bè gì ở đây. Hàng lão thật thẳng thắn. Hắc Xà cười duyên một tiếng, vẻ mặt nũng nịu nói không lên lời. Anh Giang muốn tôi lá rụng về cội, hy vọng Hàng lão có thể giơ cao đánh khẽ. Giang hóa lòng, Hàng Nam Hoa vẫn bình tĩnh. Tôi còn cho rằng anh em Hùng thì tập kích cháu gái Tống gia chỉ là ngoài ý muốn. Không ngờ tới Giang Hóa Long thật sự là đã quay lại rồi. Anh ta ở đang yên đang lành ở ngoài kia, sao lại muốn quay lại làm mưa làm gió nữa chứ? Hàng Nam Hoa thở dài một hơi, mọi người nước sông không phạm nước giếng không tốt hay sao? Anh Giang đã nói rồi, nhà của anh ấy ở Trung Hải, anh ấy già rồi, vẫn luôn nhớ tới cây hòe ở cửa nhà, còn có cái giếng đó ở trong tử đường nữa. Hắc Xà vẫn nho nhã lễ độ nói, hơn nữa anh ấy là ngã ở Trung Hải, không trở về đứng thẳng người, chỉ sợ là đến lúc chết vẫn thấy hối hận. Còn về phần tập kích Tống Hồng Nhan đó chỉ là kích động nhất thời, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Cô ta làm ra động tác bảo đảm, hy vọng Hàng lão ông có thể cho một cơ hội. Diệp Phi cười thầm, người phụ nữ này sợ rằng vẫn chưa biết vụ Bạch Xà tập kích Hoàng Chấn Đông đã thất bại, nếu không sẽ không mở to mắt nói dối như vậy. Coi tôi già nên hồ đồ rồi sao? Hàng Nam Hoa cười lạnh một tiếng, Giang Hóa Long có cái đức hạnh gì chẳng lẽ tôi lại không rõ sao? Anh ta ôm ấp cái hoài bão gì thì năm đó cũng sẽ không làm ra cái chuyện ác ôn như vậy. Hàng lão, con người cũng sẽ thay đổi. Hắc Xà lại đưa ra cái bộ mặt chân thành, hơn nữa anh Giang giờ đang mắc trọng bệnh, sớm đã không còn mang trong mình hoài bão lớn lao gì nữa rồi, chỉ thật lòng muốn quay lại Trung Hải sống nốt quãng đời còn lại mà thôi. Lâm Phù Dung mỉu môi, một đám phế vật, muốn quay lại thì quay lại thôi lại còn phải đi cầu xin người ta nữa. Giang Hóa Long là một con chó điên. Hàng Nam Hoa cười nhạt, không cho anh ta một cơ hội thì anh ta sẽ thành thật mà cụt đuôi lại. Cho anh ta một cơ hội thì anh ta sẽ cắn chết người. Hơn nữa cho dù tôi có giơ cao đánh khẽ thì anh ta cũng không thể quay về Trung Hải được. Đỗ Thiên Hổ với Tiền lão bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép anh ta xuất hiện. Ông ta đã đưa ra quyết định của mình. Cô hãy bảo anh ta chết tâm mà ở bên ngoài an dưỡng tuổi già đi. Hắc Xà bất đắc dĩ cười một tiếng. Hàng lão, đừng nói gì nữa. Thái độ của tôi cũng đã rất rõ ràng rồi. Hàng Nam Hoa ngắt lời Hắc Xà. Giác Ôn đã chết. 3 ngày sau, tôi sẽ cho Hắc Xích dẫn người qua tiếp quản con sông đó. Bao gồm cả hàng hóa mà Hàng gia đã bị đánh mất kia nữa. Cô có 3 ngày để rời khỏi đó. Nếu như còn kéo dài thời gian không chịu đi thì tôi sẽ tiêu diệt hết đám các người. Ông nói nốt thông điệp cuối cùng, đừng cho rằng tôi nói đùa, cô nên biết, giao tình của tôi với Sai Bá rất tốt. Sắc mặt Hắc Xà thay đổi, con mắt ẩn chứa sự giận dữ thế nhưng vẫn cung kính nói, đã rõ, rõ là tốt rồi. Hàng Nam Hoa chấp hai tay ra sau lưng, còn có, trước Hưởng Đông phải cút khỏi Trung Hải, nếu không thì mãi mãi cũng đừng mong có thể rời khỏi đây, nhất định phải làm theo như những gì Hàng lão đã nói đây.